chia tay, nghĩa là kể từ hôm nay, tôi và bạn không còn có những giây phút chơi đuổi bắt nhau vui vẻ trên sân trường quen thuộc này nữa. Chia tay, nghĩa là kể từ hôm nay, tôi và bạn không còn được tranh nhau ly trà sữa cuối cùng ở căng tin bà Năm quốc tế nữa. Chia tay, nghĩa là kể từ hôm nay, tôi không còn được đứa bạn thân đứng ra chống nạnh, ưỡn ngực như con gà mái mẹ, sẵn sàng bảo vệ tôi trước những trò đùa tai quái của bọn con trai nữa. Sân trường này, hàng ghế đá này, cả chỗ ngồi thân thuộc này nữa, rồi sẽ trở thành sở hữu của người khác. Chúng ta sẽ nhớ ngôi trường, nhớ thầy cô, nhớ bè bạn thật nhiều luôn. Tạm biệt mái trường yêu dấu sau nhiều năm gắn bó, mỗi người chúng ta đang tiến đến gần hơn với những ước mơ, dự định tương lai tốt đẹp phía trước. Dù buồn, dù nhớ, dù lưu luyến, nhưng sự chia xa này là điều cần thiết trên tiến trình trưởng thành của tôi và bạn. Chia tay sau mùa hạ, bạn sẽ đến một ngôi trường mới, mà ở nơi đó, bạn sẽ có những thầy cô mới, gặp gỡ thêm nhiều bạn bè mới. Nhưng mà, bạn nhớ, đừng có bao giờ quên tôi nha.